Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm thử event sinh nhật lần thứ tư của server Real ở Season 19 nha anh em. Thì trong cái sự kiện sinh nhật này thì server Real nó sẽ có thêm một event nhỏ bên trong, đó chính là sự kiện Sách Summon. Và Sách Summon thì chúng ta sẽ chủ yếu là đánh sách ở level 4 để có được phần quà cao nhất. Thì như anh em cũng đã biết thì phần quà của sách level 4 khá là ngon, như cả các vật phẩm mà mình sẽ kể đây là sau đây. Ví dụ là chúng ta sẽ có một cái hộp box Victor, 5 cái thẻ và một cái lông mũ cấp 3, 10 pizza và 25% thì chúng ta sẽ rơi thêm là cái box 3 anh em ạ. Box 3 ở đây thì chúng ta có thể thả ra box 4 và ăn được bánh sinh nhật, và phần quà là cực kỳ giá trị. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm thử xem cái sách level 4 này đối với 54 quân thì mình sẽ nhận được những cái gì nha nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với anh em thả sách nào xem tỷ lệ 25% có ok hay không. Ta sẽ thả quân đầu tiên. Tinh, cái gì đây? Ui, một con officer anh em ạ, à. Long vũ cấp 3. Tiếp cái bốc grid, để xem bốc grid này thì chúng ta sẽ nhận được khoảng 1.000 rút nha nhé, khá là ngon. Cái lông mũ cấp 3 là cái phần quà mà mình không mong muốn nhận được nhất ở trong cái sự kiện này. Tiếp nào nhé. Úi ngon, cái lông mũ cấp 3 và đính kèm cho chúng ta thêm là một cái bốc 3 anh em ạ. Bốc 3 này chúng ta phải mở ra bốc 4 đấy nhé. Rồi, hai cái lông mũ cấp 3. May mà có cái bốc 3 nó hỗ trợ thêm đỡ phế nhé. Rồi, thẻ ta sẽ nhận được 5 thẻ, 5 cái thẻ bài để có thể học skill Master 5. Tiếp đồ phít thơ, trời ơi nhiều thế nhở. Đây cả bọc rít, nghìn GP à, 4.000 rút cho nhé, nhầm mình nói nhầm một tí. Tiếp nào, pizza anh em ơi, pizza này hình như là không tra giá được anh em, nên anh em lưu ý là nên đánh ở nhân vật chính của mình. 5 thẻ tiếp, 10 thẻ và chúng ta chỉ mới được một cái bốc 3. Lại pizza này anh em, lại mình được pizza rồi, chắc là người mình sẽ phải đưa ra con S xuống để nhân vật chính của mình có thể nhận được pizza này anh em ạ. À, nãy giờ mà mới được một bốc 3 thôi anh em, chua. Và pizza 30 cũng được anh em, pizza thì nó sẽ tăng thêm 3 thêm kinh nghiệm. Ê, 5 thẻ và một bốc 3, tiếp rồi nha, lại là pizza. Ta lại có thêm 4.000 GP, 4.000 rút. Tí nhầm mày nhầm, tí là nó nhầm rồi. 5 thẻ. Đây là pizza, khá nhiều pizza anh em ạ. Anh em nên để cho nhân vật chính mà mình ăn đấy nhé, để cho nhân vật chính mà mình đẩy sách. Vì pizza thì chúng ta sẽ không tra dây được đâu, tại vì mình mới chơi con Slayer này nên mình cũng muốn kéo level cho em nó một tí, mới chơi được 2-3 hôm thôi nha, level cũng khá là ngon rồi. Sáu mạnh pizza rồi anh em. Ui thẻ bốc 3, ngon ngon ngon, thẻ và bốc 3 rơi cùng lúc,
ngon nhất ở trong cái cuốn sách level book này anh em ạ. Ở nhiều thế nhở. Ui, bốc ba nghe anh em. Lùm. Cái đà nghe mất. Anh em xem video thì ủng hộ cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nhé em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, mình mới phải đưa nhân vật Dragon Egg mình xuống để có thể đặt pizza đấy nhé. Ui, chạy đi đâu vậy? Lại đây. Trời ơi, tại sao thế? Ui, pizza anh em ạ. Thôi, đưa Dragon Egg lên nhặt nào. Không nhặt bởi con Slayer nữa. 70 mảnh pizza là đủ rồi anh em ạ. Tại bên mình thì chúng ta có khoảng 35 tiếng mà hơn một ngày là đủ rồi. Bookridge tạm được, có thêm nghìn rút gì đây, pizza rồi, chúng ta còn ép lùng tiếp. Nãy giờ mới được 4 bốc thôi nha mà cái chất không phải là thối đâu, mà là tầm này mà chúng ta nhận được 4 bốc khá là ngon rồi. Thẻ 30 thẻ rồi nha, chờ là nó không vào thêm bốc 3 cho mình nữa thôi. Đi lại con đó thích thơ, thật sự cái lông bốc 3, lông vụ cấp 3 này khá là thế nhé mà. Server mới với con server lâu luôn, tầm 5 năm như server view này thì Win 3 thì một thứ rất là rẻ. Thẻ 3 này mới ngon, à thẻ là nâng cấp skill master 5 này mới ngon đấy nha. Ta sẽ dùng thẻ này để nâng cấp skill master 5 ấy. Cái thẻ rồi, khá là ngon đấy nha. Một ngày thì chúng ta chỉ giới hạn nhặt được 6 thẻ khi mà chúng ta trên là 7 elite thôi nha. Rồi, chúng ta đổi server một tí nha. Server này cảm thấy khá là xui khi mà nãy giờ không ra được một cái bộc 3 nào. Bộc 3 cấp 3 là thử đỉnh kèm rất là ngon. Rồi, thả tiếp nào nha. Gì đấy, chạy đi đâu, đi thẻ bài được. Lông vũ, trời ơi nhiều lông vũ thế nhờ. Rồi để cho sơn là chỉnh cái lông vũ đấy nha. Gì đây, hốc rút và rút. Ta có thêm nghìn rút. Lại hộp qua bước này nha. Thêm 4.000 nữa. Trời ơi, hộp qua cấp 3 đâu. Đấy, vừa mới nói xong, ra luôn anh em ơi. Và 5 thẻ. Đây, pizza. Rồi, được ra một đá lùng. Tiếp nào nha. Ui, lông vũ nhiều thế nhờ. Rồi, hộp qua rút ăn luôn. Ý, hôm qua cấp 3 đấy nhé. 6 hôm qua rồi. Tiếp nào nha. Ta có tầm 14 cuốn sách tâm thả nữa cơ. Lại thẻ cấp 5 anh em. Gì đây? Úi, hộp quà đấy anh em ơi, lung lung 7 cái rồi. Thẻ, ta có 60 thẻ rồi. Đây là một trong những cái cách mà anh em có thể kiếm được thẻ nguyên liệu để nâng cấp skill master 5 như nhé. Đối với những anh em mà mới chơi như mình nhé, đối với con nhân vật Slayer này á, thì việc kiếm thẻ master 5 cũng khá là khó khi mà nhân vật chúng ta không thể lên được cái mốc cao. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể chơi sự kiện này để có thể kiếm thêm thẻ nâng cấp master 5. Chưa gì mà 60 thẻ được kìa anh em. Thì đây tiếp tục là thẻ này anh em, 65 thẻ.
lại rút rồi nha. Khá là liều, nhiều lông vũ đấy nha mà. Vì thẻ bài ngon ngon. Thẻ mà tôi năm tiếp 75 thẻ rồi. Ngày 6 thẻ. Rồi gì là hơn 10 ngày đi trên rồi anh em. 80 luôn rồi. Thẻ này thì chúng ta dùng để nâng cấp skill Master 5 cũng như là thảm thêm thẻ Master 5. Nhân vật nó khỏe hơn rất là nhiều. Lông vũ rất nhiều lông vũ thế nhờ. Anh em nào cần lông vũ thì có thể để lại comment đi nhé. Anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình ra cả cái video tiếp theo. Còn một sách nữa thôi nha. Tạo được cái bốc nó không? Ui pizza rồi chiều rồi nha. Thế như vậy mình đã thả được 54 cuốn sách level 4 summon. Và ta sẽ nhận lại được là nhận thêm 4 cái hộp quà cấp 3. À 7 cái hộp quà cấp 3 tương ứng với 7 trên 54 là còn khoảng 13% anh em ạ. 13%. Nhưng bởi so với admin đã nêu ra trước đó thì admin bảo là chúng ta có thể nhận được đến 25%. Như vậy là tỷ lệ thấp một nửa so với lời admin chia sẻ. Và mình cũng mong là mình có thể điều chỉnh cái tỷ lệ này cho nó chính xác hơn rất là nhiều. Chứ thả như này thì hơi tốn anh em. Và việc mà hộp quà cấp 3 này của chúng ta để có thể mở ra hộp quà cấp 4 thì không phải là khó đâu. Và hiện tại mình sẽ tích cái hộp quà cấp 3 này nhiều một chút. Sau đó tiếp theo mình sẽ làm một cái video tiếp mình mở cho anh em xem. Và để giúp mình có động lực thì mình mong anh em có thể để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Và đừng quên là để lại cái bình luận của anh em ở dưới để có thể cho mình biết thêm suy nghĩ về cái tỷ lệ này. Anh em cũng đã thấy thì có Slayer này mình vừa chơi được có 2-3 hôm rồi mà đã level 1364 rồi, khá là nhanh. Anh em có thể vào chơi server này nhé. Hiện tại có event nhân NP nên việc chơi rất là dễ dàng. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.